Tại đây cũng đang triển lãm và bán những cái cây hoa đào rất đẹp đúng không ạ? Có rất nhiều dáng này, dáng bồ câu này. Đào này là đào Tết 2020 nhá. Cây này rất đẹp này, rất nhiều lụ luôn. Đi đúng vào cái lễ hội hoa, tiện có những cây hoa đào nên là tôi xin quay giới thiệu cho các bạn cùng xem những cây hoa đào của Tết năm 2020. Rất đẹp phải không ạ? Hai cây, ngay như cây này này đã có dao động bán mức 2 triệu đấy các bạn. Đó. 2 triệu đây, số điện thoại nha, 0961 111 611. Ở đây tiện báo giá luôn cho các bạn xem. Quay trở lại với cây này nhá, cũng 2 triệu đây các bạn nhìn nè. Đây, như cây này là 2 triệu đây các bạn. Tất cả những cái cây ngoài là gần như là 2 triệu, còn những cây trong là 2 triệu rưỡi này. Một cái cây trong to kia nữa là 3 triệu đó các bạn. Đứng trước mặt ống kính ta này, đấy, cây này này 3 triệu. Tiếp đến là một cây đào nữa cũng 2 triệu đây quý vị. Cây ngoài này là 2 triệu nhá. Một cây bên trong này là 3 triệu các bạn. Những cái cây bên trong là 3 triệu và 2 triệu rưỡi. Đó các bạn nhìn là hai cái cây này là 3 triệu. Báo giá luôn nhá. Đây cây bên trong này là 2 triệu, là cây dáng huyền rất đẹp luôn ạ. Cái cây bên này là cây có thể uốn được, nhìn mọi người có thể nhận ra tưởng sẽ là cây song tử. Hãy cho em đi nhờ một chút. Đó, đây các bạn nhìn là cây bên trong là 2 triệu, rất chi là đẹp đúng không? Đây tôi nhìn này. Đó. Trong những cái biển màu vàng vàng ở đây là giá của những cái cây đào này. Đây các bạn. Có cả số điện thoại luôn, các bạn có thể liên hệ 0961 111 611. Những cái đào có giá 2 triệu ở bên ngoài. Cái trong này nữa này sẽ bao gồm cả chậu đấy các bạn. Ở đây là gần như những cái cây hoa đào đều từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Báo giá luôn.